Quý vị số hân hạnh khi gặp lại quý khán giả của Việt TV Canada. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Đức Mỹ xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức Canada ngày 26 tháng 1 với một số tin tức đáng chú ý như sau. Kẻ đưa pizza ăn phần nhân bánh trước khi giao cho khách hàng. Thưa quý vị, theo những tin tức loan báo vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng Giêng, một người đi giao bánh pizza đã bị chủ đuổi sau khi mà có những chứng cớ là anh ta đã mở hộp pizza ăn một phần nhân bánh trước khi giao cho khách hàng. Một nhân viên an ninh làm việc trong một cao ốc chung cư ở thành phố Sudbury, tỉnh bang BC, đã trông thấy qua máy hình an ninh gắn trong hệ thống thang máy là một người đàn ông làm việc giao bánh pizza. Cho tiệm Domino's Pizza đã mở hộp bánh pizza ăn nhân bánh khi vào trong thang máy. Có thể người này tưởng là ăn ở trong thang máy sẽ không ai nhìn thấy, nào ngờ còn có máy hình an ninh. Người nhân viên an ninh đã thông báo cho người mua bánh pizza và sau đó tiệm bánh Domino's Pizza cũng biết. Ông Jeff Scott Marek, phó chủ tịch tiệm Domino Pizza đặc trách về thị trường đã lên tiếng xin lỗi và nói là tiệm có hàng ngàn nhân viên làm việc chăm chỉ và tận tâm, nhưng chẳng may có kèm theo một vài người nhân viên không ngay thẳng. Ông Scott Marek cũng cho biết là người nhân viên ăn trộm nhân bánh là một sinh viên đại học làm việc bán phần cho tiệm này từ tháng 7 và người này đã bị đuổi. Trong vòng chưa đến một tháng đầu năm đã có 29 người chết trong các tai nạn xe cộ ở xa lộ tỉnh bang Ontario. Thưa quý vị, tính đến ngày 22 tháng Giêng, tức là chưa đến một tháng đầu năm 2018, nhưng mà số người chết vì các vụ tai nạn xe cộ trên các xa lộ tỉnh bang Ontario đã lên đến là 29 người, gia tăng đến 123% so với số nạn nhân của vùng thời gian trong năm ngoái. Theo trung sĩ Kerry Smith, của Sở Cảnh sát tỉnh bang Ontario OPP thì 6 trong số 29 nạn nhân là những người chết vì các tai nạn liên quan đến những xe vận tải chở hàng. Tính đến ngày 22 tháng Giêng, đã có 4.294 tai nạn lưu thông trên các xa lộ tỉnh bang Ontario, mà trong số này 10% những tai nạn đã xảy ra liên quan đến những xe vận tải chở hàng hạng nặng. Trong năm ngoái, năm 2017, có 75 người chết vì những vụ tai nạn trên xa lộ tỉnh bang Ontario có liên quan đến những xe vận tải. một tòa lâu đài vừa rao bán ở thành phố Calgary. Theo một chuyên gia địa ốc của thành phố Calgary, thì thành phố này không có nhiều tòa lâu đài, nhưng mới có một tòa lâu đài vừa được rao bán. Trong hôm 22 tháng Giêng vừa qua, đã có trên 400 người đến xem ngày mở cửa rao bán tòa lâu đài ở số 1108 Perimeter Way Southwest trong vùng Upper Mouth Borough của thành phố Calgary. Theo chuyên viên bán nhà Daniel Lephont, người đứng ra môi giới bán tòa lâu đài này thì trong 14 năm hành nghề địa ốc thì tòa lâu đài này là một căn nhà sang trọng nhất mà ông ta nhìn thấy. Tòa lâu đài được rao bán với giá là 1 triệu 750 000 đô la, được xây cất từ năm 1946 và đã được tu bổ nhiều năm trong những năm 1970. Tòa lâu đài có 6 cầu thang sấy, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi và nhà để xe có thể chứa được 2 chiếc xe. Các phòng cấp cứu ở các bệnh viện trong vùng Đại thủ phủ Toronto đầy nghẹt những bệnh nhân. Thưa quý vị, mùa cấm năm nay khắc nghiệt đã gây những khó khăn cho các phòng cấp cứu ở bệnh viện trong vùng đại chủ phủ Toronto khi mà các nơi này có quá nhiều bệnh nhân bị cúm và các phòng cấp cứu không có đủ phương tiện để phục vụ cho số bệnh nhân đông đảo này. Các phòng cấp cứu trong vùng đại chủ phủ Toronto đã hoạt động trên 100% khả năng trong những tháng qua. Và theo bác sĩ Britt Beltrus, của phòng cấp cứu bệnh viện thành phố Toronto thì năm nay có hai loại virus gây bệnh cấm là virus A và virus B đã gây bệnh cho nhiều người, nhất là những loại thuốc chủng năm nay lại không có hiệu quả. Nhiều bệnh nhân đã bị cúm đi bị cúm lại nhiều lần trong những tháng qua và đã phải chạy đi chạy lại trong phòng cấp cứu bệnh viện nhiều lần. Như trường hợp của ông Jody Koenigshen đã cho biết trên Twitter là ông ta đã phải vào bệnh viện trên một chục lần trong những tháng qua và lần nào ông cũng phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ. Một y tá trong phòng cấp cứu cũng nói với phóng viên đài Global News là số bệnh nhân đông đảo đến mức điên cuồng và những nhân viên y tế phải làm việc trên mức bình thường. Thành phố Montreal trả 4 triệu đô la cho những cựu viên chức thành phố. Trong hôm thứ Tư ngày 24 tháng Giêng, thì chính quyền thành phố Montreal đã công bố chi tiết số tiền mà thành phố Montreal đã trả cho những nhân viên trong thành phố bị thất cử trong cuộc bầu cử thị chính diễn ra vào tháng 11 năm ngoái 2017. Theo bản công bố này, thì thành phố Montreal đã bỏ ra gần 4 triệu đô la trả cho những viên chức thành phố bị thất cử, trong đó có cả cựu thị trưởng thành phố ông Dennis Corder và 41 nghị viên thành phố. Ông cựu thị trưởng Corder là người được trả số tiền là 193.863 đô la 95 xu, nhưng mà người được đền bù tài chính cao nhất là bà Annie Samson, cựu thị trưởng vùng Valerie St. Mitchell's Extension với số tiền đền bù là 284.714 đô la 25 xu. Thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến tỉnh bang Ontario từ chức vì những tố cáo xâm phạm tình dục. Vừa qua trong sáng sớm hôm thứ Năm ngày 25 tháng Giêng, ông Patrick Pro, thủ lãnh đảng bảo thủ cấp tiến của tỉnh bang Ontario đã tuyên bố từ chức thủ lãnh chỉ vài giờ sau khi mà có hai phụ nữ lên tiếng tố cáo ông này xâm phạm tình dục. Những lời tố cáo đã được đài CTV phổ biến và việc xâm phạm tình dục xảy ra khi mà ông này còn là dân biểu liên bang đại diện cho thành phố Barrie. Theo bản công bố của ông Brown vào lúc 1 giờ 30 sáng hôm thứ Năm, thì những lời tố cáo ông là không đúng sự thật. Tuy nhiên, sau khi mà tham khảo ý kiến với gia đình, cũng như là những người thân cận trong đảng bảo thủ cấp tiến, ông đã quyết định từ chức thủ lãnh nhưng mà vẫn duy trì vai trò dân biểu tỉnh bang. Cũng theo ông Brown thì việc đảng bảo thủ cấp tiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario vào tháng 6 sắp tới mới là điều quan trọng. Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, thì nếu mà không có những vụ tai tiếng vừa xảy ra, thì ông Patrick Pro có rất nhiều hy vọng trở thành thủ hiến tỉnh bang Ontario sau cuộc bầu cử vào tháng 6. Hiện giờ thì đảng bảo thủ cấp tiến sẽ cho bầu cử lên một thủ lãnh tạm thời trước khi bầu lại một vị thủ lãnh thực sự, trước khi có cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang. Một người kangaroo chết khi rớt xuống nóc một căn nhà ở miền nam tiểu bang California. Trong hôm thứ Ba ngày 23 tháng Giêng, các viên chức của thành phố Beirut, tiểu bang California ở Hoa Kỳ đã xác định danh tính của người nhảy trên không trung. Đã chết khi mà ông ta rớt xuống nóc một căn nhà trong thành phố. Nạn nhân là ông M. Trinh Sen Halenadam, năm nay 27 tuổi, sinh sống ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta. Khu vực mà nạn nhân rớt xuống gần phi trường Beirut Valley và là nơi mà được nhiều người nhảy không dù trong không trung ưa chuộng. Thành phố Boris nằm cách thành phố Los Angeles 112 cây số về hướng đông nam. Ông Bộ trưởng Y tế cứu cấp một cử tòa bị ngất xỉu trong một cuộc họp báo. Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm thứ Ba ngày 23 tháng Giêng tại Toronto, trong khi ông Bộ trưởng Y tế tỉnh bang Ontario Eric Hoskin chuẩn bị công bố những tin tức về việc chính quyền tỉnh bang sẽ tài trợ thêm cho các trung tâm tạm trú cho những người không nhà ở tỉnh bang, thì một số trong số những khán giả bỗng bất ngờ ngã xuống đất bất tỉnh. Ông Bộ trưởng Y tế cũng là một bác sĩ đã chạy xuống dưới cử tòa và tìm cách giúp người vừa bị ngã. Có thêm hai người trong đó, có một y tá cũng chạy ra giúp đỡ nạn nhân bị té đập đầu xuống đất và gãy mất vài cái răng nhưng sau đó đã tỉnh và rời phòng hợp không cần đến bệnh viện. Trong buổi họp báo thì ông Bộ trưởng Y tế tỉnh bang Ontario công bố những tài trợ mới của chính quyền tỉnh bang cho những người không nhà. Chính quyền tỉnh bang sẽ cung cấp là 244 căn chung cư cho những người không nhà và những người bị bệnh tâm thần. Đồng thời chính quyền tỉnh bang cũng sẽ mở thêm 5 trung tâm tạm trú với 300 giường cho những người không nhà trong vùng đại thủ phủ Toronto. Một nghi can bị bắt giữ vì liên quan đến 5 vụ bắn người không chủ đích trong thành phố Toronto. Vừa qua, trong hôm thứ Ba ngày 23 tháng Giêng, thì cảnh sát vùng thủ phủ Toronto đã bắt giữ một nghi can có liên quan đến 5 vụ mưu sát không chủ đích diễn ra ở thành phố Toronto trong những ngày qua. Các vụ bắn người diễn ra từ tuần lễ thứ nhì của tháng Giêng kéo dài cho đến ngày Chủ nhật 21 tháng Giêng và diễn ra ở khu Tây Bắc thành phố Toronto và thành phố Etobicoke. Trong một trường hợp, một người đàn ông 35 tuổi và một em bé gái 4 tuổi đang ngồi trong một chiếc xe đầu ở bãi đã bị nghi can nhắm bắn nhưng rất may là cả hai đều vô sự. Theo Superintendent Ron Tavener của Sở Cảnh sát thành phố Toronto thì nghi can đã bắn người một mình, không có ai phụ giúp và có thể còn liên quan đến những vụ bắn người xảy ra trước đây. Trong hôm thứ Ba ngày 23 tháng Giêng, thì cảnh sát cũng đã bắt giữ nghi can Adam Abdi, 20 tuổi, cư ngụ ở thành phố Brampton và cũng tịch thu một khẩu súng. những học sinh thổ dân Mi'kmaq được học bổng về ngành cao kỹ. Trong hôm thứ Ba ngày 23 tháng Giêng, thì ông Scott Brisson, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang đã loan báo là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 1 triệu đô la làm học bổng cho 8.700 học sinh của bộ lạc thổ dân Mi'kmaq ở tỉnh bang Nova Scotia được theo học ở các ngành cao kỹ đang thông dụng và có công việc làm ở coding, robotics, big data, 3D Modeling và Amish Nations. Theo ông Tổng trưởng Brison, thì những trường học của các bộ lạc thổ dân First Nations đã không có những tài trợ vào khoảng 2.500 đô la cho mỗi học sinh như là các trường học khác ở tỉnh bang Nova Scotia. Chính vì thế mà chính quyền liên bang đã tài trợ thêm cho học sinh của các trường thổ dân và nhờ một công ty cao kỹ dạy thêm về kỹ thuật điện toán cho các học sinh thổ dân này. Công ty U.S. Northwich của một công ty cao kỹ của bộ lạc thổ dân First Nation ở thị trấn Millbrook đã lãnh nhiệm vụ dạy kèm kỹ thuật cao kỹ cho các học sinh thổ dân. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị khán giả vừa theo dõi phần tin tức Canada ngày hôm nay của chúng tôi. Xin quý vị đừng rời mắt khỏi màn hình, nước Mỹ sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị bản tin thế giới sau phần thông tin thương mại.